around Vietnam. Come with me, we'll travel around Vietnam. Nguyên liệu tươi ngon quyết định sự thành công của món ăn. Chúng tôi mang đến hành trình trải nghiệm ẩm thực đậm vị Á, chuẩn vị Âu với những cảm nhận đặc biệt. Sự cộng hưởng giữa các món ăn tạo nên sự tròn vị